Thưa quý vị, dựa trên các tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của tỉnh, của huyện năm 2023, trên địa bàn huyện Long Điền có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP năm 2023 của huyện Long Điền như ghế đồn gỗ cối xe, giỏ tròn hoa thị khung sắt, gạo lài sữa, chả mực, mực khô, trứng vịt, mắm tôm, mắm ruốc. Đạt kết quả này, huyện Long Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể sản xuất kinh doanh về chương trình OCOP, rà soát các sản phẩm tiềm năng, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, tham gia đánh giá sản phẩm OCOP và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.